Lại rộ tin Chế Linh qua đời, người nhà nói gì? Những ngày qua, dư luận bất ngờ lan truyền thông tin danh ca Chế Linh qua đời. Chia sẻ với Người Lao Động, ca sĩ Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh cho biết điện thoại của anh gần như cháy máy vì thông tin này. Đây chỉ là tin đồn rất thiệt, ba tôi vẫn khỏe mạnh và đang về thăm quê ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, ca sĩ Chế Phong nói. Trước tin đồn qua đời, danh ca Chế Linh bày tỏ sự bất bình. Nam danh ca cho biết thêm, ông không hề bệnh nặng và vẫn có thể đi hát, gặp gỡ khán giả. Có thể thấy danh ca Chế Linh không phải là sau việc đầu tiên rơi vào tình cảnh oái oăm này. Trước đó, nghệ sĩ Chí Chung, Hoài Linh, Khánh Ly, Lệ Văn Sâm, Xuân Hinh từng bị đồn như vậy. Danh hài Hoài Linh từng chia sẻ, lâu lâu tôi lại bị đưa lên bàn thờ, báo hài bạn bè nghệ sĩ, đồng nghiệp điện thoại tới tấp nửa khuya chia buồn với người nhà của tôi. Các em tôi có sẵn trong máy điện thoại những tin nhắn, anh bốn vẫn khỏe mạnh, cứ thế gửi đi khi có người thân quen họ hàng gọi đến. Thêm hai nghệ sĩ gạo cội qua đời. Sau thời gian điều trị COVID-19 tại Bệnh viện An Bình, nghệ sĩ Bạch Mai đã không qua khỏi, chút hơi thở cuối cùng thọ 73 tuổi. Sự ra đi của nghệ sĩ kiêm soạn giả, đạo diễn Bạch Mai là sự mất mát to lớn của sân khấu cải lương tuồng cổ. Với những cống hiến không mệt mỏi của bà suốt hơn 60 năm theo nghề ở cả lĩnh vực biểu diễn lẫn sáng tác. Nghệ sĩ Bạch Mai tên thật là Nguyễn Ngọc Nga, sinh năm 48, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật là ái nữ của đôi nghệ sĩ hát bội tài danh Bảy Huỳnh Ngọc Hương, cùng với những anh chị em trong gia đình là Thanh Bạch, Kim Phượng, Bạch Nga, Thanh Châu. Bà là trụ cột của đoàn hát gia đình từ gánh Thanh Bình, Kim Mai trước năm 75 đến bảng hiệu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy sau này. Nghệ sĩ Bạch Mai nổi danh từ thập niên 60 với các vai đào võ trên sân khấu cải lương tuồng cổ, mà đặc sắc nhất là Lưu Kim Đính trong vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu, mà đến nay dù được nhiều nữ nghệ sĩ tên tuổi thể hiện, trong đó có cả con gái của bà là nghệ sĩ Bình Tinh, thì với đại bộ phận khán giả, đây vẫn là vai diễn không thể thay thế được của nghệ sĩ Bạch Mai. Đặc biệt, bà thuộc số hiếm hoi những nữ soạn giả, đạo diễn của sân khấu cải lương với hàng loạt kịch bản ăn khách như Sử Án Phi Giao, Giang Sơn Mỹ Nhân, Ngọc Kỳ Lân, Thập Tứ Nữ Anh Hùng, Mai Trắng Xe Duyên, Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, Trưng Nữ Vương, là linh hồn lèo lái đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Nghệ sĩ Bạch Mai đóng góp rất lớn cho việc truyền nghề khi đã góp phần nâng đỡ, tạo nên tên tuổi cho nhiều nghệ sĩ ngôi sao. Có đến 2/3 nghệ sĩ đoạt giải Trần Hữu Trang đều từng cộng tác với đoàn Huỳnh Long hoặc biểu diễn những sáng tác của bà. Những năm qua, nghệ sĩ Bạch Mai ít xuất hiện, bà lui về hậu trường cổ vũ động viên cô con gái út là nghệ sĩ Bình Tinh đưa đoàn cải lương Huỳnh Long hoạt động trở lại, nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ. Nghệ sĩ Bạch Mai mất đi thực sự là tổn thất không thể bù đắp với gia tộc cải lương tuồng cổ Huỳnh Long khi chỉ trong một tháng đã mất đi ba trụ cột. Trước đó, hai người em của nghệ sĩ Bạch Mai là nghệ sĩ nghệ nhân làm phục trang Kim Phượng và nhạc sĩ cổ nhạc Thanh Châu cũng đều đột ngột qua đời vì COVID-19. Cũng trong ngày 25 tháng 8, nghệ sĩ ưu tú Lâm Bửu Sang, tên thật là Huỳnh Bửu Nga, sinh năm 59, cũng qua đời tại Bệnh viện Đa khoa quận 8 ở tuổi 62 sau thời gian điều trị COVID-19. Nghệ sĩ ưu tú Bửu Lâm Sang là một trong những tên tuổi trụ cột của đoàn ca kịch Thống Nhất Quảng Triều, trực thuộc Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh. Gắn bó với đoàn suốt 40 năm, bà là diễn viên xuất sắc, đóng được cả vai kép và nhiều loại vai đào, đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các vai diễn Lữ Bố, Phụng Nghi Đình, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, Hoa Mộc Lan. Từ năm 1991, nghệ sĩ Lâm Bửu Sang đã quan tâm đến việc truyền nghề cho các diễn viên trẻ trong đoàn, góp công lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho sân khấu ca kịch Quảng Triều. Sau những đạo diễn Lê Văn Tĩnh, nhạc sĩ Thanh Châu, nhạc sĩ Thanh Dũng, thì nghệ thuật sân khấu truyền thống tiếp tục mất đi hai tên tuổi lớn là nghệ sĩ soạn giả Bạch Mai và nghệ sĩ ưu tú Lâm Bửu Sang. Tất cả đều để lại niềm tiếc nhớ sâu sắc cho gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và khán giả mộ điệu.